Những câu lệnh hay dùng nhất ở trên phần mềm điều khiển giọng nói AKV là gì? Dẫn đường đến sân bay Nội Bài. Đang dẫn đường đến cảng hàng không quốc tế Mỹ Đình hướng Tây Bắc, sau đó rẽ phải. Chỉ đường đến sân vận động Mỹ Đình. Đang chỉ đường đến sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Mở cam 360. Đã mở camera 360. Mở cam bên trái. Đã mở camera trái. Bảo vệ màn hình. Đã mở bảo vệ màn hình. Tra cứu phạt nguội 30E45698. Lỗi vượt đèn đỏ. Nghe nhạc Mỹ Tâm. Đang mở nghe nhạc Mỹ Tâm. Nghe chuyện ngắn. Đang mở chuyện ngắn. Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya. Đặt lịch đi chơi với người yêu vào lúc 9 giờ tối. AKV, trợ lý đắc lực cho lái xe.